Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Tiến Lục xin chào quý vị khán giả của chương trình. Mơ đôi khi chỉ là mơ ước mà thôi. Không bao giờ làm vừa lòng anh hết. Mà mình làm cái gì không phải thế mạnh của mình chắc chắn sẽ là thất bại. Còn cái chuyện người ta coi có coi thường mình không thì mình không biết. Tất cả những mọi thứ, mọi chuyện trong gia đình anh là người quyết định. Kinh doanh thất bại rất nhiều lần. Đi lại không có muốn làm mất lòng ta. Từ cái hồi mà ngày xưa lúc mà anh chưa bước chân vào nghề, anh còn là một cái người mà phát tờ rơi ngoài đường, mà phát vé mời. Ngồi chung á thì Trang có giới thiệu. Giới thiệu thì mình cũng gặp mình chào thôi. Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Và hôm nay Ellie rất là vui được mời tới đây anh Đường Băng, hay là bây giờ gọi là anh Trinh. Xin mời anh có lời chào khán giả chương trình ạ. Tiến Lục xin chào quý vị khán giả của chương trình. Chúc quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe và vạn sự may mắn. Và anh Luật ơi, tất cả khách mời đến đây đều phải trải qua một cái bước mặc định, đó chính là bước tuyên thệ với nội dung sau đây. Tôi tên là, và tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật và sẽ không ngần ngại với điều gì hết. Không biết là anh có sẵn sàng không ạ? Không ngại gì hết hả? Đúng rồi. Tôi là Tiến Luật, tôi xin tuyên thệ tới chương trình này tôi sẽ nói sự thiệt và tôi không ngại bất cứ một cái gì hết. Đầu tiên là em muốn chúc mừng anh, bởi vì anh đã có một năm rất là thành công từ web drama cho tới điện ảnh. Thì không biết là mỗi lần mà mình thành công trong những cái dự án của mình vậy thì mình có được thưởng mà. Cụ thể là từ bà xã. Có chứ, thưởng nhiều lắm. Ok không? Những lời động viên từ Trang đã giúp cho Lực có rất là nhiều động lực. Còn vật chất là gì? Vật chất thì quần áo đồ thôi. Vậy hả? Mạnh tay nhất là gì? Mạnh tay nhất là đôi giày. Tại vì mọi người biết ước mơ của anh là gì, cái vụ mô tô râm ran khắp thiên hạ, anh hiểu không? Thực sự ra ai mà chả có ước mơ em. Nhưng mà ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước mà thôi. Mình cứ sống với những ước mơ đi, mình không ngừng ước mơ thì chắc chắn là một ngày nào đó ước mơ sẽ thành hiện thực. Và hai vợ chồng đều là nghệ sĩ thì mọi người cũng rất là muốn biết là cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc của anh là cái gì, và cái hành động mà lãng mạn nhất anh từng làm cho vợ. Cái hành động mà lãng mạn nhất anh từng làm cho vợ anh lúc cưới, chắc là lúc cưới rồi á, thì chắc là chỉ là những cái lần tặng hoa, tặng quà mà không gì một cái dịp nào hết. Còn lúc chưa cưới thì nhiều, lúc mà còn là bồ bịch với nhau thì nhiều lắm. Chẳng hạn như là chắc em cũng đã biết rồi, anh cầu hôn vợ anh bằng một cái bánh bao. Lãng mạn quá hả? Xém chút là vợ anh nhai luôn cái tờ giấy đó rồi. Làm nhét tờ giấy vô bánh bao hả? Nhét tờ giấy vô bánh bao. Vừa bánh bao cái bột nó mềm xèo có gì đâu. Nhưng mà sẽ có cái đường ở bên ngoài. Vạch cái đít nó lên, mở cái giấy ở dưới cái bánh bao á. Lột cái giấy đó ra xong nhét vô, xong đóng lại. Trong đó ghi cái gì? Làm vợ anh nhé. Rồi xong bà Trang ăn tới khúc nào thì bà phát hiện ra? Trang không có phát hiện, anh gọi Trang. Anh hỏi là ủa bộ em không có thấy gì trong đó hả? Trang nói không. Cái mình nghĩ trong đầu chết rồi, bà nuốt cái tờ giấy luôn. Nhưng mà bà kịp cạp miếng nào chưa, hay là tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn? Vừa mở là Trang thấy rồi, nhưng mà Trang thì không bao giờ làm vừa lòng anh hết. Có nghĩa là ngày xưa lúc mà anh tặng Trang hoa, tặng Trang những cái tấm thiệp, Trang thậm chí tới bây giờ Trang vẫn còn giữ. Nhưng mà lúc đó họ có nhận ông đó không? Thậm chí có những cái thiệp mà tới bây giờ Trang vẫn còn giữ. Có nghĩa là người ta thuộc tiếp phụ nó lãng mạn đó nha. Đúng rồi, Trang thích lãng mạn nhưng mà kiểu mà không thích thể hiện ra ngoài thôi. Trong giới thì anh thân với ai nhất, mà cái chuyện bạn bè của chồng không biết là chị Trang chị có bao giờ ý kiến chưa nhỉ? Không, Trang không bao giờ ý kiến. Trang không bao giờ có ý kiến với anh việc sự nghiệp, việc gia đình và việc bạn bè của anh. Những cái đó Trang không có đụng vô. Nghĩa là từ hồi xưa tới giờ luôn. Từ hồi xưa khi nào sự nghiệp của anh mà gặp trục trặc hay trắc trở gì đó thì Trang sẽ là người đưa cho anh lời khuyên. Chứ chưa bao giờ mà phải áp đặt anh là anh nên làm cái này, anh nên làm cái kia, chưa. Còn chuyện gia đình là Trang không có đụng vô. Anh muốn xử lý thế nào là anh xử lý. Vậy thì tính ra đó cũng là một người vợ hoàn hảo ấy chứ. Tại vì đàn ông rất là kiểu như sợ vợ mình nói là ông không được vậy, ông không được kia. Nhưng mà chị Trang không như vậy thì không có anh vậy. Quá may mắn rồi. Thì anh may mắn, mà chỉ có cái là Trang không có
Kiểu là thích vung tiền đầu tư cho chồng mình thôi. Là anh vẫn cay khúc đó thôi gì. Nhưng mà anh nghĩ sao, anh nghĩ mình đang ở đâu trong cái sự nghiệp của mình, cụ thể là trong làng hài? Tại vì em nhìn nhận là anh Luật là một cái người mà có cái kiểu hài rất là nhã nhặn, thì khi mà để vào trong cái mặt bằng chung những người rất là hoạt ngôn thì anh có cảm thấy là mình bị không anh ép hơn hay sao, hay là không, bị lép hơn hay gì không? Anh mình làm nghề theo cái cách của mình, giống như là anh nói ví dụ bây giờ mình giống như một người thợ, mình cho ra một cái sản phẩm đi, thì mỗi người sẽ có một cái sản phẩm riêng, mỗi người sẽ cho ra một cái sản phẩm riêng, thì mình cũng có một cái sản phẩm riêng, và sản phẩm của mình không phải là không có người thích, có người thích, có người chọn, thì mình cứ tiếp tục làm thôi. Và không có cảm giác bị ép gì hết, tại vì những cái gì mà hoạt ngôn không phải là thế mạnh của mình, mà mình làm cái gì không phải thế mạnh của mình chắc chắn sẽ là thất bại. Và không biết là anh Luật có phải là hội trưởng của hội sợ vợ không ạ? Tại vì trước đây trong cái sau Tết anh từng chia sẻ là vợ phát cho anh 2 triệu, anh rất là vui, xong anh đá vợ phát, xong vợ giận nguyên ngày. Thì cái vụ án đó cụ thể như thế nào ạ? Là vậy nè, có nghĩa là bình thường á là Trang hay hỏi là anh còn tiền xài không, nhưng mà do dạo này gần đây á là nhà anh đang sửa, mà công việc của anh bên ngoài á thì rất là nhiều, thì không có tiện ở nhà, thì anh với Trang á mới đi ra ngoài thuê một cái phòng ở. Thì lâu rồi thì Trang cũng không có đưa tiền anh, mà anh thì thực sự ra cũng không có nhu cầu xài tiền, tại vì mình cũng đi làm xong mình về, đi làm xong mình về, đi làm thì có người chở đi rồi. Ủa rồi cà phê cà pháo này kia sao? Bạn bè bao hết. À dạ, bạn bè bao hết rồi. Tại vì người ta cũng hiểu hoàn cảnh của mình đó, thông cảm cho okay. Nên là cũng bao vậy đó. Rồi còn cái chuyện người ta coi có coi thường mình không thì mình không biết, nhưng mà họ vẫn vui vẻ với mình. Ok, thì ngoài mặt lên vẫn vui vẻ. Còn bên trong thì sao mình không biết. Rồi xong rồi cái vụ đá vợ xong rồi thì sao? Nói là mình mới sực nhớ là hôm đó mình có cần cái việc gì đó để mình xài tiền, mình nói là ủa Trang ơi, còn tiền không đưa anh, thì Trang mới cầm 2 triệu Trang đưa anh, nói trời ơi, bữa nay làm gì sang đưa tôi nhiều dữ vậy. Trong lúc phấn khích quá mình lỡ đạp Trang một cái, và thế là Trang giận. Xong rồi bà có lấy lại 2 triệu không? Không, không lấy lại, mà anh tự động anh đưa lại. Trước khi câu chuyện nó khủng khiếp hơn là anh đã tự động đưa lại. Anh tự động đưa lại, có nghĩa là anh đi nguyên một anh đi công việc tới chiều về, thì anh thấy ủa sao còn giận hay vậy. Thì nói chung là lúc đó cũng dỗi thôi, cũng nói chuyện, nhưng mà thấy cũng còn dỗi hờn hờn á, tại vì Trang không có thích ai mạnh tay mạnh chân với Trang hết á. Mà anh thì bị cái tật là anh mà quá khích thì anh lại hay mạnh tay mạnh chân. Đó, cho nên là Trang thì thích cái gì cũng phải từ từ, nhẹ nhàng từ tốn. Đó. Nhưng mà em thắc mắc đi vòng rồi, tại sao 2 triệu vẫn còn nguyên? Mình nghĩ là mình xài, nhưng mà cuối cùng bạn bè nó lại bao ấy mà. Lại có người bao. Là mấy đứa em út cũng dễ thương. Là cái cuộc đời anh là kiểu như là đi ra ngoài đường rất hình, lúc may mắn là cũng luôn luôn có người bao hả? Luôn luôn có người sẽ chở che cho anh. Nhưng mà hỏi thiệt là mỗi ngày là nếu như mà được mà phát tiền thì anh sẽ được phát bao nhiêu? Nói phát thì cũng không có đúng nghĩa của chữ phát nữa, mà là có nghĩa là khi nào mình hết á thì là tự nhiên nó có lại. Là còn thua chữ phát nữa đó. Có nghĩa là khi nào hết thì phát sẽ là đều đặn, còn khi nào mới hết mới là đưa. Nó không có đều nha, này không có đều. Nhưng mà cái con số nó bằng nhau hay đó, như biểu đồ. Lúc này lúc kia, tức nghĩa là xem coi là hôm đó mình làm gì, thì sẽ tự động tiền nó sẽ dậy lên một chút. Còn mà nói thật sự là hồi xưa mình nghĩ là khi mình đi ra đường mình sẽ cần xài tiền, cần này cần kia rất là nhiều, nhưng mà khi mà sau này đi làm ở ngoài rồi thì cũng chỉ là đi cà phê với bạn xong rồi đi về. Mà bạn bao suốt? Mà bạn em cứ dành trả, mà anh thì lại không có muốn làm mất lòng ta. Từ chối. Ai dành thì cứ trả thôi, anh ít khi nào dành lắm. Là tiền còn nguyên ngoài, cứ tức ngồi ghê. Ăn uống rồi xong cứ, thôi để em trả cho, ok thì trả đi. Và đối với đàn ông á, thì em thấy đại đa số là mọi người vẫn luôn muốn là người làm chủ. Thì không biết là anh mà mọi người, cái người mà muốn mua gì thì họ phải hỏi vợ như thế là do anh bản thân anh lựa chọn, hay là anh có bao giờ anh cảm thấy khó chịu bởi vì điều đó không? Không, anh muốn mua là anh mua, chứ anh chưa bao giờ hỏi. Nhưng mà tiền đâu ra? Anh mua về là Trang trả tiền mà. Như là bà từng chia sẻ là anh mua ship tới rồi xong mà phải. Có nghĩa là anh thích là anh mua thôi, chứ anh không có vấn đề với cái việc là phải hỏi em thích cái này không, em thích cái kia không. Không là anh cấn vô là anh mua cho hai đứa mình vậy đó hả? Anh mua thí dụ anh quá chiêu trò rồi, anh mua 2 thứ
xong rồi đó là chan cái chứ ăn cái. Quá sức chiều trò rồi. Nhưng mà nhiều người ở bên ngoài nhìn vào á, thì lại đánh giá là anh là lép vế hơn chị Trang, cả về trong công việc lẫn sự nghiệp. Thì anh có bao giờ anh lăn tăn bởi vì cái tên của anh Tiến Luật lại nằm sâu cái tên của chị Thu Trang không ạ? Đâu có gì đâu lăn tăn, tại vì đơn giản một điều, cái này anh chia sẻ rất nhiều lần rồi, là cái xuất phát điểm của anh nó đã thua Trang rất là nhiều. Từ cái hồi mà ngày xưa lúc mà anh chưa bước chân vào nghề, anh còn là một cái người mà phát tờ rơi ngoài đường, phát vé mời. Ồ, cái khúc này em không biết. Làm hậu đài, thì lúc đó Trang đã đứng trên sân khấu Trang diễn rồi. Ồ, em không biết cái này. Mình ngay cả mình lúc đó mình diễn, mình rất là mê diễn, mình thấy cô bé này diễn rất là hay, mình đã có một chút xíu cảm mến mến tài cảm các bạn tình, này rồi. Cảm tình. Rồi khi mà bắt đầu công việc thì mình đã biết được là mình chỉ phải cố gắng thôi, nhưng mà Trang được cái là Trang không có gây áp lực cho anh trong bất cứ một cái gì trong sự nghiệp của anh luôn, không bao giờ gây áp lực, không bao giờ hỏi là ủa sao hôm nay anh không đi làm, ủa sao hôm nay không bao giờ hỏi, có nghĩa là cái việc mình làm thì Trang cứ để cho mình tự nhiên mình làm, chỉ có cái là hay là kiểu anh ơi anh nên đi gặp người này, anh ơi nên đi gặp người kia để mà họ biết anh này nọ, thì anh không đi là Trang cũng không có ép nữa. Anh có phải là cái kiểu người mà lười giao tiếp không? Không phải lười, anh không phải là lười giao tiếp, nhưng mà anh không muốn cái con đường đi của anh, bắt đầu cái con đường đi của anh á, khi mà hai đứa chưa thành vợ thành chồng á, thì anh không muốn có bất cứ một cái sự can thiệp nào từ cái người bạn đời của mình hết. Còn sau này thì sao? Sau này thì khi mà bắt đầu cưới nhau rồi á, thì Trang có kêu anh đi gặp một số đạo diễn, nhưng mà anh thì cũng không có đi, trừ khi nào là trong trùng hợp chứ kiểu như là đi đám cưới thì ngồi chung á, thì Trang có giới thiệu thì mình cũng gặp mình chào thôi. Nhưng mà thực sự ra như em cũng biết đó, trong cái nghề diễn này hoặc là trong cái nghệ thuật này nè, cái người mà làm không được á, thì giờ em có giới thiệu 1000 đạo diễn giỏi cũng làm không được, còn cái người mà làm được thì chỉ cần một cơ hội thôi là họ sẽ làm được. Có nghĩa là nó không có phải giống như là mình làm một cái sản phẩm mình lỗi mình có thể sửa cho nó đẹp lên. Còn cái này khi mình diễn trước ống kính hoặc là mình diễn trước khán giả thì nó sai là sai, nó dở là dở, nó được là được. Có nghĩa là đối với anh là quan điểm của anh là nếu mà mình có thực lực và thực tài thì mình có thể thể hiện ra và mình có thể nhìn thấy kết quả đó. Đúng rồi. Chứ không phải là mình dựa vào tất cả các mối quan hệ mà đi chào hỏi là mình sẽ được việc, đúng không ạ? Tại vì khi mình càng đi chào hỏi mình càng phải giống như là mình dùng cái mối quan hệ để mà có được cái vai diễn á, mà mình diễn không được thì lại vô tình gây áp lực cho cái người mà đã giới thiệu mình, mang tiếng rồi thêm thì đúng không? Sau này họ sẽ không dám giới thiệu nữa. Còn cái người mà thí dụ mình làm được đi mà họ vô tình họ mến tài mình, họ giới thiệu mình mà mình làm thành công là họ lại nở mặt nở mày, thì sau này họ lại giới thiệu nhiều nữa. Và cái việc mà anh chuyển hướng qua kinh doanh đó, thì mọi người hỏi có phải đó là một trong những cái bước mà anh đang dần muốn khẳng định cái vị trí trụ cột của gia đình không ạ? Không, tại vì thực sự ra từ lúc mà lấy vợ là anh là trụ cột gia đình mà. Anh tất cả những mọi thứ, mọi chuyện trong gia đình anh là người quyết định, chứ không phải Trang. Mọi người cứ nghĩ là Trang sẽ là người quyết định này kia nọ, nhưng mà Trang mà quyết định bất cứ một thứ gì là Trang đều thông qua anh hết. Rồi sau này khi mà quyết định kinh doanh là sao rồi anh? Quyết định kinh doanh đó là một cái... Tại thực sự ra gia đình anh có máu kinh doanh, anh rất là thích kinh doanh. Và anh đã kinh doanh thất bại rất nhiều lần. Khoan, anh rất có máu kinh doanh, anh đã kinh doanh thất bại nhiều lần, cái khúc này em hơi cấn. Có nghĩa là mình mê là một chuyện, đúng không? Mình mê là một chuyện, như giờ mình thích bơi mà mình không biết bơi, nó là hai chuyện khác nhau. Nhảy xuống phải uống nước đó, uống nước phải vài lần thì mới biết bơi đó, mà biết bơi thời gian, mà mình phải bơi thời gian mình mới bơi giỏi, chứ đâu phải là mình nói mình thích bơi mình nhảy xuống là mình bơi được liền. Có nghĩa là bây giờ là mình đã ok với cái chuyện kinh doanh, là mình đã vẫn, kinh nghiệm chưa? Vẫn chưa ok, vẫn chưa quá nhiều kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ mình chỉ có một cái kinh nghiệm xương máu là mình phải đi thật chậm, mình không được đi nhanh, mình phải đi thật chậm, mình không được nôn nóng. Trên Facebook của anh, mọi người có thấy anh chia sẻ về cái từ hội bào, thì không biết là trong cái hội bào này có gồm có những ai, và ai là cái người đi đầu hoặc là kiểu như là bào dã man nhất trong cái hội này ạ? Thật sự ra cái hội này được thành lập bởi Ngô Kiến Quy và Quỳnh Phương, là hai bạn này là chuyên đi xin xỏ những cái đồ này đồ kia. Chuyên đi, có nghĩa là thấy, ví dụ như mà thấy người ta vừa mới khai trương một cái gì đó là hai bạn này sẽ xuất hiện trước là để chúc mừng, sau là bắt đầu kiếm cái gì đó để mà xin để mà này kia.
thì anh thấy hai bạn này bị vụng về quá. À, anh thấy hai bạn này bị vụng về quá, anh nói nếu mà lấy á, là phải làm sao cho người ta vui vẻ, người ta đưa thì mới là hay. Đó thì anh, khi anh vào thì tự nhiên hai bạn này bầu làm hội trưởng luôn, chứ anh cũng không muốn làm hội trưởng. Nhưng mà nếu như thế thì có nghĩa là anh là cái thành viên mà hoạt động tích cực nhất. Anh không hoạt động tích cực em, anh không có đi tích cực, nhưng mà anh chất lượng. Là anh xin cái gì là chất lượng món đó chứ không phải tủ muỗng đúng không? Đúng rồi. Là cũng hay đấy, tại bạn kia xin lắc nhắc anh kiểu thấy ngứa người đúng không? Đúng rồi. Và nhìn chung tất cả những cái anh em chiến hữu của anh Luật, như Blackbee nè, con Kiến Huy nè, Kiều Minh Tuấn hay là Quỳnh Phương, thì đều là những người mà hết lòng với anh em. Thì có kỷ niệm nào mà đặc sắc nhất mà mình không bao giờ quên được của anh em trong nhóm không ạ? Anh em trong nhóm đi chơi chung thì có rất là nhiều những cái kỷ niệm. Chắc chắn rồi. Nhưng mà thường là kỷ niệm... bóc ra một kỷ niệm lầy gì đi anh? Lầy hả? Lầy nhiều lắm em ơi. Vậy ra bóc ra một kỷ niệm nghiêm túc đi. Nguyên một nhóm đó mà vô mà ngồi uống cà phê hay là ngồi ăn uống một cái là vui lắm. Có nghĩa là khi mà ví dụ như anh Phương ngồi uống cà phê đi, vừa uống cà phê xong là vừa dứt câu chuyện là mình biết được chắc chắn là sẽ có bạn đứng lên đi toilet, là chuyên gia luôn. Cho nên là xong là một là mình kêu trả tiền, mình kêu tính tiền trước đó, hoặc là hai là mình phải ngồi trụ lại tới khi nào mà bạn kia đi trả tiền thì thôi. Như vậy em hỏi vòng lại xíu là cái vụ bà bào á, để kinh nghiệm sao anh cho em cái tiếp đi. Mình lỡ rồi tình huống tương tự em cũng nói vậy thôi, chứ thực sự ra là tụi anh là vui là chính, giống như là nhưng mà khúc đầu vô là mình chào hỏi rồi xong chúc mừng rồi xong chúc mừng nữa. Giống như là đợt khai trương cái quán cà phê của Ngô Kiến Huy đó, thì những cái mặt hàng ở trên kệ là để trưng bày chứ không phải là để tặng cho khách mời. Nhưng mà mình nói là mình gặp mình thích đó, tại vì có mấy cái bình với lại mấy cái phần quà là cà phê rồi phim pha cà phê rồi đẹp quá. Mình vô mình khen tích cực lên à. Khen không, mình sau khi mình khen xong rồi mình mới quắt mấy người khách mời tới. Mình nói ủa lấy quà chưa? Ủa chưa, đây nè lấy đi. Thì cái bạn nó lấy thì Quy nó bị ớ thôi mà người ta khách mời người ta tới người ta vậy là cái Quy nó không nói thì bạn nó lấy trước rồi đó. Thôi nè có người lấy là tao anh với mày. Giờ tới tao, giờ tới tao đúng không? Hay xịn ok good. Rồi sau này là giống như là mới gần đây là sau này là Quy tự động tặng luôn. Có nghĩa là tự động ship tới nhà luôn, hỏi có ở nhà không, có rồi tự động đem tới nè, đó em tặng đi, anh không ghé quán hình nữa. Hay. Chiêu này có thể sử dụng được. Ok. Mình sẽ học hỏi. Và tiếp theo là cuộc gọi thần thánh. Anh sẽ gọi cho một người đồng nghiệp nào đó để lừa họ một chuyện rất là vô lý mà họ tin là có lý để anh ra được khỏi đây ạ. Anh có rồi. Anh có rồi. Anh có đất lẻ hả? Speaker như đây nha anh. Cái thằng này thì... Thằng này rất ngây thơ hả anh? Không phải là ngây thơ, nó rất là đề phòng. Rất là đề phòng, sao mà có thể coi được? Nhưng mà anh sẽ... Phải tin là có lý thì anh mới qua cửa nha, không là ngồi đây đấy nha. Có lý chứ. Ok, em tin anh. Em nghe anh được. Đang đâu vậy em Cuộc? Nhà. Ủa Phương, em xài số điện thoại mới hả Phương? Dạ. Hèn gì đó, nó số điện thoại lạ quá, anh thấy số đẹp quá, anh hỏi, anh mới coi, anh gọi lại mà không ngờ gặp em, trời ơi, hên quá. Ủa số em anh phải biết cho nói gì được. Mày đổi số tùm lum anh đâu có biết được. Mày đang ở nhà hả? Nhà xíu đi ăn với Tấn Trường đúng rồi, nói vô. À, cậu tủ Tấn Trường đó hả? Ừ. Anh vậy chút xíu nữa anh xong việc rảnh rảnh cho anh chạy ra nha. Ừ, ra chi anh? Ra ngồi chơi với em chứ bây giờ anh đang dính ở đây anh căng quá. Dính gì? Ngồi đi chơi với lại thằng Quỷ, thằng Bi nè, đi làm chương trình với thằng Bi. Mà giờ nó lỡ ve xe vô nó đụng cái đầu xe người ta, giờ người ta bắt đền tiền mà mày biết tao đi ra đường tao không có tiền. Mà giờ đền... Đi chung chị Trang không? Không có bà Trang, sao tao dám gọi bả? Xe rồi xe cổ mày kia mà gọi bả phải không? Bả nhằn tao chết. Bây giờ mày có tiền mặt ở đó mày gửi cho anh, gửi vô số tài khoản của thằng Bi giùm anh cái 25 triệu để anh đưa cho người ta được không?
tiền mặt em rút tiền đó thôi, tại em mới chuyển tiền ở dưới làm cái nhà với trà Vinh đó. Vậy làm cái nhà đó tao cũng có chuyển tiền mà mày nói gì vậy? Chưa có chuyển nha, bên Kim Cương Vàng chưa có chuyển nha. Thì ứng trước đi, làm nhà làm từ thiện mà sao đòi hỏi quá. Ứng mà hứa chuyển mà chưa chuyển. Ủa cái hôm bữa lúc anh kêu Thắng với Hùng chuyển là có em ở đó đúng chưa? Anh kêu là chuyển liền liền. Chưa có chuyển, ai biết mấy anh tuồn tích làm sao? Thôi bậy mày, làm ăn làm từ thiện là không có tuồn gì á. À, để anh nói chuyển, còn giờ em không còn tiền mặt đó hả? Em có mượn ai được không? Ruộng bắp được rồi. Gọi bắp hả? Anh có ruộng bắp chưa? Anh không có gọi được em, tại tiền trong tài khoản thì chuyển bên kia rồi, còn giữ tiền mặt không ạ? Tiền mặt thì còn nhiều. Tiền mặt còn nhiều vậy mày gửi cho ai cầm lên trên đây giùm anh được không? Tiền gửi ai kêu ai chạy mày sửa đi chơi đưa bill mới đưa tiền chứ làm gì mà ăn giật cái gì mà làm gấp vậy? Không phải, tại vì cái anh này anh cũng gấp á, cho nên anh kêu thôi đưa tiền anh đi sửa. Đụng với chiếc gì ạ? Lít xịt. Rồi chỉ có 25 triệu, chứa gì có 25 triệu à? Đụng rớt cái đèn trước, bể luôn cái hộp số người ta. Mình đến 25 à? 25 là tại vì anh thấy mình quen á, cũng mến. Để đi rồi giờ xíu ra em đưa luôn. Trời ơi trời, còn nghe tôi chắc ổng đi ra quán ăn luôn. Ai biết thì anh nói chuyện cho, để giờ cái uy tín của anh mà xíu là thiếu da chứ có gì cay không trời. Thôi vậy chút xíu nữa anh mời ông tài xế đó, ông đi ra quán ăn rồi ăn chung với nhau rồi mấy anh em mình trả tiền cho ổng luôn được không? Rồi tiền ăn rồi thêm tiền ăn nữa hả? Trời ơi có nhiêu đâu Phương, mày tính quá vậy Phương. Có nào ra đó được. Thì ra tính tiền ăn đi, rồi hồi nữa tính tiền ăn rồi tao lấy cái tiền mà đưa ông tài xế là tao ngắt lại miếng tao trả tiền ăn được chưa? Rồi tiền thì cho mượn được đó, rồi tiền nào trả. Không cái này hỏi trước đỡ mất lòng sao thì anh em tính nó mấy chuyện tiền bạc nó khó chịu lắm anh. Thì Tết, Tết đi làm. Tết tiền cũng phải gửi tiền về quê nữa anh trời, trước Tết được không? Trước Tết, trước Tết, nha. Trước Tết đi, Trước Tết này em cũng quả lắm á. Thì trước chưa, Tết năm sau tôi đưa cho, trước Tết năm 2021 tôi đưa cho. Ôi trời đất ơi, cuộc đời anh bây giờ có trời sập anh cũng nói chuyện tỉnh bơ mà em nói gì kỳ vậy Phương? Anh em mình ở chung với nhau bao nhiêu lâu rồi em không hiểu hả? Trời ơi, ở chung bao nhiêu lâu nên em mới nghi anh đó. Thôi bây giờ vậy nè, dễ lắm. Một lát nữa anh hẹn cái anh tài xế đó, ảnh tới ngay quán ăn luôn. Rồi cái có gì anh em ăn uống xong rồi cái mày thay mặt anh mày gửi cho ảnh ít tiền. Rồi... có gì rồi mày đưa số điện thoại của mày cho ảnh luôn nha, có gì ảnh liên hệ mày. Có gì kỳ vậy? Em thì ra em đưa tiền cho anh nên làm tự nhiên lôi em cho nó làm vậy. Anh đưa không được, anh đưa anh có số điện thoại anh là ảnh biết bữa mốt ảnh gọi hồi tới chị Trang mày nữa. Mày chưa có gia đình, mày chưa có gì hết. Cái số của em đừng có cho nhiều người, bữa giờ gọi mua chim hoài bực mình luôn đi cho người ta nữa. Bây giờ cho anh này giùm anh, mày lấy số khác mày cho cũng được, nhưng mà để cho ảnh liên hệ mày, để sau này xe có chuyện gì trục trặc nữa thì mày bơm tiền cho ảnh nữa. Ủa anh nói gì vậy? Cái dùng gì chưa cấn cấn thì coi như là mày gánh giùm anh cái này một cái rồi được không? Ủa thì đâu đó giờ em gánh cho anh quậy có gì đâu, nhưng mà điện thoại em đưa tiền anh làm như anh làm chứ tự nhiên em tiêu trong đó. Thôi, nói chứ đưa tiền thôi nhưng mà nhiều khi phải gánh nữa, hiểu không? Mày gánh giùm anh cú này thôi, rồi mấy lần sau tao hứa với mày là tao gánh cho. Nhưng mà tại vì cái này nó nặng nề quá. Thôi, không biết có gì em ra đưa chị Trang cũng được. Đưa chị Trang chi ông nội? Mày đừng có lôi bà Trang vô, lôi bà Trang vô hoài, mệt mày quá. Thôi chứ mai mốt tao biết em giấu cái đó, không có chơi chung nó chết luôn. Trời ơi, vợ tao làm nhìn nói chuyện như là má tao vậy. Biết giấu không cho chơi chung nữa, chết luôn. Ờ, mày dù đó lắm. Gì nói như là trời giải quyết cho xong. Ok, còn lát nữa vô quán ăn gặp, đưa nhớ cầm theo tiền nha. Đi rồi, tiền có rồi, tiền mặt có. Rồi, ok, vậy đi. Rồi, 8 giờ 8 mấy. Rồi, ok. Có gì ra trước thì em tắm cái ra chảy cũng chảy xíu. Ok, rồi. Thank you.
Ok quá nè, vô kẹo quá nè. Hay hò nha, đề phòng lắm. Rất đề phòng nhưng mà rất tin nha. Xin, qua cửa. Hay, để anh á. Cảm ơn anh Luật đã đến tham dự chương trình. Và khán giả ơi, hãy nhớ là phát sóng chương trình vào 20 giờ thứ hai hàng tuần trên trang Thanh Niên VN cũng như là YouTube IGTV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.